vị và các bạn, ngày hôm nay các sĩ tử tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2014 đã đến làm thủ tục dự thi tại các điểm thi trên cả nước trong tiết trời nắng ráo ở cả ba miền. Cùng với tâm trạng lo lắng cho kỳ thi, thời tiết cũng là vấn đề được phụ huynh và các sĩ tử rất quan tâm. Ngày mai thì các sĩ tử sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi đại học đợt 1 trên tất cả các điểm thi từ Bắc trở vào cho đến Nam, nơi mà có thời tiết nóng bức nhất đó chính là khu vực các tỉnh thuộc miền Trung. Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng cùng với hiệu ứng phơn khiến cho nắng nóng diện rộng vẫn tiếp tục xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh thành tại nơi đây. Tuy mức độ không quá gay gắt như những đợt trước, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ ở vào mức là từ 35 cho đến mức là 37 độ. Nhưng mà những điểm nóng trên 38 độ thì sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Tây. Đây là mức nhiệt quan trắc được trong lều khí tượng. Trên thực tế ở ngoài trời thì mức nhiệt này còn có thể sẽ cao hơn từ 2 cho đến 3 độ nữa. Sang đến ngày 5 tháng 7, ngày thi cuối của đợt 1 thì thời tiết miền Trung vẫn ở trong trạng thái nắng nóng nhưng mà sẽ không quá gay gắt. Hầu hết mức nhiệt ở toàn miền sẽ không vượt quá mức đó là 38 độ. Bắt đầu từ chiều tối và đêm ngày mai, ở các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận và cả khu vực của Ninh Thuận thì có khả năng là trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, đặc biệt là vùng ven biển thì có khả năng là mưa với lượng khá. Với các điểm thi ở miền Bắc, trong ngày mai thì vùng thấp nóng phía Tây sẽ phát triển và mở rộng về phía Đông nên là bầu trời quang đãng, nắng xuất hiện sớm. Càng đến gần trưa thì nhiệt độ sẽ càng tăng nhanh. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt phổ biến là từ 33 cho đến 36 độ. Còn phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ có thể thấp hơn và dao động ở mức là từ 32 cho đến 35 độ. Cảm giác khá là oi nóng. Do đó mà các bạn học sinh và người nhà đưa thí sinh đi thi nên có chế độ ăn uống cũng như là nghỉ ngơi khoa học để đảm bảo được sức khỏe tốt. Tuy nhiên đến tối muộn thì những cơn mưa rào nhẹ vẫn có khả năng là xuất hiện với diện rải rác trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Mưa vừa mưa to vẫn có thể xảy ra ở vùng biên giới của Việt Trung, các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn và hắt sang cả khu vực của Yên Bái. Nơi mà có thời tiết khá là dịu mát trên cả nước đó chính là hai khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Do gió mùa Tây Nam đang trong thời kỳ hoạt động yếu nên là ở Nam Bộ chỉ có mưa rào và dông rải rác vào ban đêm. Còn ban ngày tại đây thì trời có nắng. Với khu vực Tây Nguyên thì mưa dông cũng ít hơn, chỉ xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng. Và theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, trong ngày 5 tháng 7, mưa dông lại có khả năng tăng lên. Mưa vừa đến mưa to xuất hiện kèm theo gió giật, lốc xoáy trong cơn dông. Do đó mà các bậc phụ huynh và các sĩ tử cũng cần lưu ý là mang theo vật dụng che mưa và nên tìm nơi trú mưa ngay mà khi gặp mưa dông mạnh. Trong 2 ngày thi tới thì nền nhiệt độ cũng không quá cao. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng là 30 cho đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt giữ ở khoảng là 31 cho đến 34 độ. Tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ ở mức là trung bình khoảng cấp 4, cấp 5. Sóng biển dao động trong khoảng từ 1 đến 2 mét. Thời tiết trên khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm có cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì tương đối tốt. Trời có mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở vài nơi, nên là tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Còn trên khu vực Nam của Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, lại có thời tiết khá xấu, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần phải đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền cần phải lưu ý khi mà hoạt động trên khu vực biển này. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14 sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc các em học sinh hoàn thành và đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học đợt 1 năm 2014. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.